từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 24 tháng 12. Sau đúng 300 ngày giao tranh nổ ra, cả quân đội Moscow và Kiev đều có những chiến công tại một số khu vực nhất định ở Ukraine. Trong khi Nga nỗ lực giữ quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ đã tuyên bố sáp nhập, vào ngày 30 tháng 9, Ukraine vẫn kiên cường ngăn chặn bước tiến của đối phương, đồng thời giải phóng được nhiều khu vực. Tuy nhiên, hai tỉnh Donetsk và Luhansk tạo thành vùng Donbass, vốn là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Điện Kremlin. Cho đến nay, vẫn là chiến địa tàn khốc nhất ở Ukraine. Trong đó, thành phố Bakhmut của tỉnh Donetsk còn được xem là địa ngục trần gian khi quân đội hai bên giao chiến và tổn thất nhiều ở nơi đây. Dù đã chiến đấu tới 5 tháng, nhưng cả Nga và Ukraine đều bất phân thắng bại ở Bakhmut. Liệu chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến Mỹ vừa qua có tạo được thay đổi cục diện ở Bakhmut hay không? Mời quý vị theo dõi chương trình Câu chuyện thế giới ngay sau đây. Kính chào quý vị đến với Câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng Ukraine đã kiên trì giữ quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của tỉnh Donetsk, trong khi đó quân đội Nga lại đang nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine. Rõ ràng, chiến địa này đang rơi vào thế bế tắc khi cả quân đội hai bên đều không có bước tiến nào ở đây. Vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đã dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội Moscow và nhóm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner đã bị đẩy lùi ra xa hơn thành phố Bakhmut. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu chỉ ra rằng các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn và làng mạc trong khoảng 13 dặm quanh Bakhmut đã bị quân đội Ukraine ngăn chặn thành công. Một blogger chuyên phân tích các vấn đề quân sự ở Nga cũng viết rằng quân đội Moscow đã tiến công ở Donetsk nhưng vẫn chưa thể nào chiếm được khu định cư Opet gần thành phố Bakhmut. Theo blogger này, trong thời gian tới sẽ không có một cuộc tấn công lớn nào của Nga nhắm vào Bakhmut. ISW báo cáo lực lượng Nga đã chuyển sang thành phố Avdiivka gần đó. Thế nhưng quân đội Ukraine đã đẩy lùi được đối phương khi muốn tiếp cận Bakhmut qua thành phố này. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân đội Moscow đã thực hiện 80 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa đa nòng MLRS chỉ trong ngày 19 tháng 12. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hai chiếc trực thăng MiG-8 của Nga. Hiện nay ở Donetsk, không bên nào giành được ưu thế hoàn toàn, một phần vì thời tiết ẩm ướt, sương mù và bùn lầy, nhưng phần lớn là do tiền tuyến bị giải mìn dày đặc. Nhóm lính đánh thuê Wagner đã bị đẩy lùi ra khỏi một số khu vực ngoại ô phía nam thành phố, vì vậy rất khó để xác nhận những thay đổi về lãnh thổ xung quanh Bakhmut. Ở phía bắc, tại biên giới các tỉnh Luhansk và Kharkiv, quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc phản công quy mô nhỏ của lực lượng Nga. Ông Serhii Heyday, người đứng đầu cơ quan quân ủy khu vực Luhansk cho hay, Nga vẫn nỗ lực pháo kích vào các khu vực phía bắc này. Ông Heyday nói, thời tiết đang rất lạnh và mặt đất trở nên cứng hơn. Dù sao chúng tôi mong đợi một số thay đổi có thể xảy ra. ISW nhận định rằng, trước tình hình tiến thoái lưỡng nan ở Bakhmut, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có nguy cơ mất đi sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo thân Moscow ở Donetsk. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng trận chiến kéo dài 5 tháng ở Bakhmut sẽ khiến cho chiến thắng dù thuộc về bên nào cũng vô cùng cay đắng. Vì những khu chung cư đã đổ nát, binh lính bị thương nặng, chiến hào đầy bùn, người dân di tản gần hết và số còn lại thì co ro trong hầm trú ẩn để tránh làn đạo của cuộc chiến. Theo giới phân tích, Bakhmut quả thật có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng khi nằm trên tuyến đầu chia đôi khu vực Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố này, Nga sẽ dễ dàng có được hai nơi khác là Kramatorsk và Sloviansk của tỉnh Donetsk. Moscow sẽ tiến thêm một bước gần hơn với việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Tuy nhiên, giao tranh khốc liệt đã tàn phá hệ thống đường bộ và đường sắt nối liền các thành phố. Nhà phân tích quân sự Ba Lan, ông Kora Mujica nhận định rằng giờ đây giá trị chiến lược của Bakhmut đã giảm xuống do Ukraine tăng cường củng cố khu vực xung quanh, khiến Nga khó có thể tiếp quản được thành phố để tạo ra bước đột phá. Nhưng nỗ lực cản bước tiến của nhau vẫn vô cùng quan trọng đối với cả hai bên vì đây sẽ là chiến trường nóng nhất trong mùa đông. Moscow đã triển khai nhiều nguồn lực đến đây để quyết giành được thành phố bằng mọi giá. Một số chuyên gia của Nga, Ukraine và phương Tây đều ví giao tranh ở Bakhmut giống như những trận chiến trong Thế chiến thứ nhất. Cựu sĩ quan Tổng cục An ninh Liên bang Nga, ông Igor Gikis cho rằng chiến lược của Moscow ở Bakhmut đang mắc sai lầm vì nếu quân đội Nga phá vỡ được tuyến phòng thủ thứ nhất thì Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng tuyến phòng thủ thứ hai và cả những tuyến sau đó. Ông Gikis nói, Nga đang phá vỡ phòng tuyến của đối phương theo cái cách đã từng làm trong Thế chiến thứ nhất. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Điện Kremlin
nên thay đổi chiến lược và triển khai lực lượng theo cách khác. Ông Michael Coleman, một chuyên gia quân sự người Mỹ, nhận xét rằng Moscow dường như đang đổ dồn nguồn lực quá lớn cho Bakhmut mà quên đi phải có chiến lược đúng đắn. Ông nói, cuộc chiến ở địa ngục trần gian không phải là vô nghĩa, nhưng Nga không có cơ sở chiến lược và dù có chiến thắng cũng không tạo được bước đột phá. Trong thời gian qua, chỉ có phía Ukraine báo cáo số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng. Ukraine cho rằng Moscow đã thiệt hại quân số nhiều hơn Kiev. Ngược lại, phía Moscow chưa bao giờ lên tiếng về những số liệu mà Ukraine đưa ra. Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin nói rằng binh lính của Wagner đang chiến đấu ở Bakhmut, không nên mong đợi những đột phá nhanh chóng ở chiến trường này. Nhưng nhiệm vụ của Wagner là khiến Ukraine tổn thất càng nhiều càng tốt. Hôm 20 tháng 12, văn phòng của Tổng thống Ukraine thông báo ông Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố Bakhmut để gặp các chỉ huy đơn vị và trao phần thưởng cho binh sĩ. Nhà lãnh đạo khẳng định Bakhmut là điểm nóng nhất trên chiến tuyến kéo dài 1.300 km ở Ukraine. Đối với Ukraine, nhà phân tích quân sự Ba Lan Muzhika cho rằng Bakhmut đã trở thành một chiến trường tiêu hao nguồn lực. Người Ukraine đã làm suy yếu quân đội Nga ở đây một cách hiệu quả, nhưng đồng thời Kiev cũng bị ngốn rất nhiều chi phí cho các trận chiến. Sau thắng lợi vang dội ở Kherson, việc giữ bằng được Bakhmut là cách để Ukraine duy trì được sự ủng hộ và viện trợ từ phương Tây. Chuyên gia Coleman đã có nhận định khá tương đồng khi nói rằng ở giai đoạn này, Ukraine đang trở thành nạn nhân trong thành công của chính mình và họ đang phải chịu áp lực trước sự kỳ vọng ngày càng lớn từ các đồng minh. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt chân đến thủ đô Washington của Mỹ sau gần 300 ngày Nga và Ukraine giao tranh khốc liệt. Đây là lần đầu tiên vị Tổng thống thời chiến có chuyến công du nước ngoài đầu tiên, bất chấp mọi nguy hiểm cận kề. Tại Mỹ, ông Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và những nhà lãnh đạo cấp cao khác. Đây sẽ là thời điểm để ông Zelensky đưa ra những yêu cầu lớn nhất từ trước đến nay cho chính quyền Washington nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bài phát biểu trước phiên họp cùng Quốc hội Mỹ, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine có khả năng vận hành xe tăng và máy bay do Mỹ sản xuất. Nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp xe tăng Abrams để đối phó với những đợt tấn công của Nga. Trước đó, hãng tin Fox News cho biết ông Zelensky sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ bổ sung hệ thống phòng không Patriot, hệ thống pháo cơ động cao HIMARS, đồng thời cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS, đạn chùm DPICM, xe tăng chiến đấu Abrams, máy bay không người lái, đại bàng xám và khóa đào tạo cho phi công Ukraine. Theo Newsweek, chuyến công du của ông Zelensky diễn ra ngay đúng thời điểm Washington công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá gần 2 tỷ đô la cho Ukraine, trong đó bao gồm hệ thống Patriot. Tuy nhiên, phía Ukraine đã đưa ra những yêu cầu nhiều hơn. Trong khoảng vài tuần gần đây, Kiev đã liên tục đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp vũ khí nhằm mở đường cho một chiến thắng nhanh chóng, chấm dứt hoạt động quân sự của Nga. Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh đất nước của ông đang phải hứng chịu các đợt không kích mà Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Hiện phần lớn lãnh thổ Ukraine vẫn chìm trong bóng tối khi lưới điện bị phá hủy. Nguồn cung cấp nước và nhiệt để sưởi ấm cũng thiếu hụt trầm trọng. Do đó, nhu cầu về vũ khí tầm xa như ATACMS cũng là điều dễ hiểu. ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật 610mm do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Tên lửa này có thể đạt tốc độ siêu âm và gần như không thể bị đánh chặn. Quan trọng nhất, ATACMS có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300km. Khả năng tấn công tầm xa như vậy sẽ giúp quân đội Kiev tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Nhu cầu vũ khí là rõ ràng và mục tiêu giành chiến thắng của Kiev là hoàn toàn chính đáng. Nhưng các quan chức Mỹ lại cho rằng, ngay tại thời điểm này, Ukraine vẫn chưa thể nhận được câu trả lời như mong muốn. Theo tờ Politico, thông tin về chuyến đi của ông Zelensky cũng là một điều rất bất ngờ đối với một số quan chức và các nhà lập pháp Mỹ. Ông Joe Biden và ông Zelensky được cho là sẽ sử dụng cuộc gặp trực tiếp để thu hút sự chú ý của Quốc hội Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao nói với Politico rằng, trong cuộc điện đàm ngày 11 tháng 12, Tổng thống Joe Biden đã mời ông Zelensky đến Mỹ để thảo luận trực tiếp về cuộc chiến cũng như cách mà Washington có thể hỗ trợ Kiev trong thời gian tới. Nhưng đối với những loại vũ khí tối tân hơn những thiết bị cung cấp cho Ukraine, Washington vẫn đang do dự. Một số quan chức Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Washington không nên mạnh tay cung cấp vũ khí tầm xa vì lo ngại Ukraine sẽ dùng thiết bị này tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, nhằm buộc Nga phải rút quân về phòng thủ ở trong nước. Các quan chức lập luận rằng chi phí sản xuất những vũ khí mà Ukraine yêu cầu là rất lớn,
Bên cạnh đó, việc gửi vũ khí tầm xa cho Kiev sẽ có khả năng kích động Nga sử dụng những vũ khí nguy hiểm hơn để tấn công Ukraine. Các nhà lãnh đạo Ukraine đã nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ vũ khí, kể cả từ những nước bên ngoài liên minh phương Tây. Người Ukraine đang lo ngại không thể duy trì ưu thế trên chiến trường trong mùa đông năm nay. Cố vấn quân sự Ukraine, ông Oleksandr Daleniuk nói với Politico, hiện chiến lược của chúng tôi là tiếp tục tấn công. Ukraine cần phải gây áp lực liên tục cho quân đội Nga, nhưng chúng tôi đã đạt đến giới hạn nên rất cần những vũ khí tiên tiến của Mỹ. Theo tờ Politico, lô hàng Patriot là một điều gây bất ngờ cho Ukraine. Đây là điều mà họ đã mong đợi từ rất lâu, nhưng quân đội Kiev vẫn muốn tiến xa hơn ở phía đông để duy trì động lực sau chiến công vang dội ở Kherson. Và hệ thống Patriot là chưa đủ để làm được điều đó. Mỹ và các đồng minh NATO luôn đánh giá khả năng sử dụng cũng như hiệu quả của những vũ khí mà họ gửi đến Ukraine. Liên minh NATO đã ngồi yên trước yêu cầu của Ukraine về việc trang bị cho lực lượng không quân các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất. Phương Tây lo ngại điều này sẽ làm cuộc chiến lan rộng ra toàn châu Âu. Washington đã từng bật đèn xanh cho Đức cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard chủ lực. Nếu Berlin quyết định viện trợ, đây sẽ là chiếc xe tăng đầu tiên của phương Tây tiến đến Ukraine. Nhưng Nhà Trắng lại thẳng thắn từ chối gửi tên lửa tầm xa ATACMS. Trước đó, lực lượng không quân Hoa Kỳ USAF rất muốn gửi dòng máy bay không người lái Reaper cũ tới Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không phản hồi, khiến giới lãnh đạo Ukraine thất vọng. Vì Lầu Năm Góc lo ngại rằng các công nghệ tinh vi của Mỹ trong chiếc UAV sẽ rơi vào tay Nga. Sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine, phía Nga đã có những phản ứng trước sự kiện gây chấn động này. Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov tuyên bố, chỉ riêng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot mà Mỹ quyết định chuyển cho Ukraine trong gói viện trợ 2 tỷ đô la Mỹ cũng đã đủ để gây ra những hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông Antonov khẳng định, chuyến công du táo bạo của ông Zelensky cho thấy cả Kiev và Washington đều không nghiêm túc về các cuộc đàm phán hòa bình. Vị đại sứ nói, bất chấp những cảnh báo của chúng tôi, hệ thống phòng không Patriot cuối cùng cũng được gửi đến Ukraine. Tuy nhiên, ở Ukraine không có chuyên gia đủ khả năng điều khiển hệ thống này. Vậy ai sẽ điều hành? Một chuyên gia đến từ Mỹ hay từ một quốc gia NATO nào khác? Ông Antonov cho rằng, người Mỹ không hề nhận ra vũ khí của phương Tây cũng đã bị quân đội Nga phá hủy rất nhiều ở chiến trường Đông Âu. Các quan chức Nga đang lo ngại sự hỗ trợ về ngoại giao, kinh tế và quân sự của Mỹ và phương Tây dành cho Ukraine đang ngày càng khiến xung đột có nguy cơ lan rộng. Đại sứ Antonov nhấn mạnh rằng, các cuộc thảo luận cung cấp tên lửa ATACMS và máy bay không người lái tấn công tầm xa cho Ukraine thật sự rất đáng lo ngại. Hành động táo bạo của Washington đang dần dẫn đến sự leo thang và thậm chí không thể tưởng tượng được hậu quả. Theo ông Antonov, chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới thủ đô nước Mỹ cho thấy cả Washington và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình mà chỉ muốn cuộc chiến tiếp diễn. Ông cho rằng, việc truyền thông và quan chức Mỹ nói Nga không nghiêm túc với đàm phán hòa bình là những cáo buộc trắng trợn và không có cơ sở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã tuyên bố, nếu Washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, thì đây chính là hành động vượt qua làn danh đỏ với Nga và Mỹ đã trở thành bên tham chiến trực tiếp ở Đông Âu. Hiện nay, rõ ràng không bên nào sẵn sàng nối lại các cuộc thương lượng để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong hòa bình. Ngay từ khi bắt đầu, thỏa thuận đàm phán đã bị cản trở do những bất đồng và nghi ngờ giữa Ukraine và Nga. Trong chuyến thăm đến Washington, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã một lần nữa truyền đi thông điệp quyết không nhượng bộ Nga. Ông muốn quân đội Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine và trả lại nguyên vẹn lãnh thổ cho người dân Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea chứ không phải chỉ riêng vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Moscow cũng giữ lập trường cứng rắn khi quyết tâm đạt được mục tiêu kiểm soát vùng Donbass và bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở khu vực này. Bakhmut là một chiến trường điển hình cho thấy sự giao tranh khốc liệt ở Ukraine hiện nay. Những bế tắc ở vị trí chiến lược có được phá vỡ hay không và chiến thắng thuộc về bên nào? Có lẽ phải đợi đến khi hệ thống phòng không Patriot và các vũ khí mới được Ukraine sử dụng ra sao? Sự lo ngại của đại sứ Nga tại Mỹ cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy hệ thống phòng không tiên tiến Patriot của Mỹ và sự quyết tâm cao độ của quân đội Kiev có thể tạo ra sự thay đổi cục diện ở chiến địa Bakhmut và thậm chí là cả vùng Donetsk. Đến đây, chương trình Câu chuyện Thế giới cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.